Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Hôm nay thì Đồng Hải đang chuẩn bị về nhưng mà chợt nhớ ra là phải đi vào trong rừng để đào lấy mấy cái cây măng thật ngon để đem về dưới Hà Giang để cùng cho em chú mình cùng ăn nữa. Nên bây giờ Đồng Hải đang vác đồ nghề đi vào trong rừng này. Và tiện thể Đồng Hải cũng sẽ vào thăm lại cái chỗ mỏ nước của mình nữa để xem nó như thế nào. Và Đồng Hải sẽ quay lại những thước phim. Bởi vì là đấy cũng là một kỷ niệm khó quên của Đồng Hải. Bởi vì chắc chắn cũng như Đồng Hải đã nói, còn lâu Đồng Hải mới quay lại đây được. Nên Đồng Hải sẽ đi quay lại tất cả những cái hình ảnh thân thương mà Đồng Hải đã lưu lại ở đây. Bây giờ Đồng Hải bắt đầu đi vào trong rừng này. Ôi, mọi người ơi này. Một em măng đại cô Việt. To dã man nhưng mà cao rồi. Cây này để cho nó mọc cây tre. Cây tre rất là to đấy. Mọi người thấy không? To kinh khủng khiếp luôn. Đấy, khu vực này thì chưa có người đào đâu mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ không đi theo con đường mòn nữa. Mà mình đi theo trong rừng thôi. Thì chọn những cây nào thật là ngon nhất, non thì mình mới lấy cơ. Thì đem mấy cây về để cho em chú mình cũng ăn thôi. Bởi vì chú ấy bảo là phải thật non, thật ngon thì chú mới ăn. Chứ còn đắng chú cũng không thích nữa rồi. Khu vực này chắc là không có măng mấy sao, đâm ra là không thấy một ai đào đấy mọi người thấy không? Có chỗ thì người ta đào như là vạc cỏ nương, mà có chỗ thì người ta lại không có một vết bới nào. Mà đấy lâu lắm mới nhìn thấy vừa xong có một cây măng đấy thôi, chứ không thấy cây nào nữa cơ. Đây mà có những cây măng này chắc là ngon lắm đấy. Rừng tương đối là rậm. Bây giờ giữa trưa mà trời cứ như là sắp sửa tối nơi rồi đấy. Trong rừng này đi nhanh thì được, đứng lại là liệu hồn nó vắt nó cắn nhá, sợ lắm. Một mình lang thang trên đất này theo dấu chân trong từng ngày. Một mình lang thang qua núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời. Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu. Ôi giời, rậm lắm mọi người ạ. Mệt không hát được đâu, hát mấy câu nghêu ngao thôi. Chỗ này dốc và chưa thấy một cây măng nào. Nó phải có dấu hiệu của măng thì mình mới đi bới tìm được. Còn nếu mà không có dấu hiệu của măng ấy thì đi bới bằng thừa thôi. Rất là khó. Một chỗ này dốc quá, mình tắt máy rồi đi ra chỗ khác vậy. Đấy, bây giờ thì mình đã đi xuống đến dưới một cái khe của giữa hai quả đồi này. Chè đây rất là to và thẳng. Mọi người nhìn thấy không? Đẹp không? Những người nào mà hay xem phim cổ trang, xem phim kiếm hiệp ấy thì sẽ tưởng tượng ra những cái khu rừng mà các cái diễn viên của Kim Dung đóng những cái bộ phim ở đây. Hết sức là tuyệt vời luôn. Đấy. 3000 tre, toàn tre to thẳng này. Có những cây tre phải cao đến mười mấy mét ấy. Nhưng mà lại không thấy có dấu hiệu của măng. Nếu đều có măng thì chắc măng to lắm. Thường thường những cây tre tốt ấy thì rất ít măng, thế mới buồn cười mọi người ạ. Mình chưa lý giải thì tại sao nữa. À, bây giờ mình sẽ đi tìm. Chỉ cần tìm lấy độ 3 em thôi, không cần nhiều. Phải thật là ngon, còn không ngon không thèm. Không có một dấu vết của mọi người đào. Thế mới kỳ dị. Có chỗ thì măng mọc lia lịa, có chỗ thì nó như thế này đấy. Này, ai biết thì lý giải hộ mình nhá. Nói thật sự là muốn đi lấy cái măng chỗ có sẵn thì đây, hôm qua mình đã nhìn thấy rồi. Mình không thích, bởi vì mình thích đi tìm những cái măng nó
thật là ngon cơ, mà nó độc lạ tí cơ. Đi khám phá mà bây giờ đang có tí thời gian ở trong rừng, không rồi thì ngày mai ngày mốt đâu còn ở trên rừng này nữa. Nó thật sự đi xa những cánh rừng này, xa cái lán chó xính thì cũng nhớ, cũng buồn lắm đấy. Nhà biết làm nào được cuộc sống mưu sinh nữa. Thế mới lạ, không có một dấu vết cây măng nào. Phải có chỗ người ta đào cơ thì mình mới đi mình bới được. Rồi giờ mình tắt máy để mình đi đã. À, bây giờ mình lại thấy có dấu hiệu có măng rồi. Mà cây măng này cao quá rồi. Rất trắng, rất ngon này, nhưng mà cao rồi không thèm lấy. Cây măng này không thèm đâu. Phải đi tìm những cây măng nào nó vừa bắt đầu mới nhú lên cơ. Hoặc là nó chưa kịp nhú lên, mình thấy đất nứt ấy, mình đi tìm cơ thì nó mới ngon. Ở chỗ này có dấu vết mọi người đốt qua rồi, không biết đốt bao giờ đây. Có vết dấu vết như kiểu là có lửa cháy qua đây, lửa cháy thành đại la, nhưng mà không thấy măng. Đi vào những vùng như này thì chắc là sẽ có sẵn măng hơn, bởi vì đây có một em này mà không biết có ngon không. Cũng hơi cao, không lấy. Mọi người thấy đầu hải có kén không? Không thèm. Cái măng ngon thế này nhá, và vẫn là chưa ngon, bởi vì mình chỉ lấy có mấy cái thôi mà. Còn nếu họ lấy bán, lấy những cây này thì được năng suất hơn. Đấy, mình biết ngay mà. Ra đằng này bắt đầu có măng rồi, nhưng mà chẳng qua là nó hơi cao quá, nó không ưng ý của mình nhá. Đấy, tiếp tục này, mình không thèm nữa. Lại tiếp tục đi, phải được như ý thì thôi. Nhiều lắm, ở bên này bắt đầu thấy măng mọc rất nhiều, nhưng mà nó chưa ưng ý của mình. Đây là em đấy này. Đấy, chưa vào mắt. Mình hôm nay có quyền mà đi một mình trong rừng tìm măng thì có quyền. Được phép lựa chọn những cái cây măng ưng ý nhất. Đấy, ở đây đầy mọc loạn sinh ngầu. Có thời điểm những cây măng này họ lấy hết. Bây giờ thì không thèm đâu. Đây có một em này, nhưng mà không biết có nên lấy không. Cũng đẹp đấy, nhưng mà có vẻ cũng hơi cao rồi. Đấy, mọi người thấy không? Bỏ qua. Thế kia như có em. Tương đối nhiều rồi đấy, khu vực này mình có thể là lựa chọn được rồi. Cái này lựa chọn để lấy thôi chứ không phải mua nhé. Không đơn giản đâu, căn là tại mình không đem cái cuốc đi. Đem cuốc đi mình cào cào thì mình tìm được những cái cây dưới đất. Còn bây giờ những cây nhú lên rồi thì lại chê là cao. Đúng rồi, giả kén. Nhiều lắm mọi người ạ, đấy. Mọc rồi. Mọc lên nhiều, quá nhiều. Đây. Đấy. Thấy không? Nhưng mà em không lấy đâu. Chỗ này cây tre rất là cằn thì là nhiều măng, còn cây tre to thì nó lại không có. Thế mới lạ như đấy, măng này cao vút này, đây nữa này,
nhiều, rất là nhiều luôn. Nó chưa vào mắt mình cây nào. Rồi, mình tắt máy đã. Để tiếp tục đi tìm nữa. Đến đây thì mình thấy có cây măng to lắm. Mà nó cũng mọc cao rồi, không biết có nên lấy không. Cao quá rồi. Trên kia cây kia thấp hơn. Chắc là không lấy đâu. À, đằng kia có rồi. Mọi người nhìn này, cây măng đại cổ Việt luôn. Cây này phải mấy cân. Đấy, đấy. Nhiều lắm nhưng mà nó toàn mọc cao rồi, mình không bới mãi mà không thấy được cái cây thấp nào. Thế mới kỳ dị chứ. Măng này thì không nên à. Ở đây mình thấy có hai cây. Hai cây này có thể là lấy được đây. Với thấy đây, ba cây. Để chắc là lấy được cây này rồi. Cũng phải lấy rồi, không kén chọn quá nữa. Cây này thì không lấy. Bây giờ mình sẽ cắm máy để mình đào đã. Trên kia thấy cây nữa nhưng mà cây nào cũng ngon, không biết lấy cây nào. Kén chọn quá. À đây, cây này có vẻ ngon hơn. Rồi, bé quá sao, bé quá không, bé nó không đi, cây to nó mới đẹp. Ở trên này có cây bé, mình còn thích, cái cây to sướng đời, không biết ăn ngon không nhưng mà to đã. Cuốc thì dễ lấy hơn. Đấy. Rất ngon mọi người ạ. Một em chọn mãi rồi. Tiếp tục đào em nữa. Ui, đầy nhiều thế. Lia lịa này. Không biết lấy em nào chứ không. Rất là ngon nha. Mọi người nhìn thấy không? Lia lịa mà. Nếu không thấy thì thôi. Thấy thì nhiều quá là thấy. Hai thằng. Phải nhẹ lấy măng thì bán. Mọi người nhìn thấy không? Nhú lia lịa. Bên này nữa. Rất là nhiều luôn. Đây. Em kia to vật vã nhưng mà cao rồi, không thèm nữa. Thấy không? Cái này mà nó lấy bán đây tốt đây, cái này chắc chắn là cũng ngon đây. Đây lấy cây này. Cái này là cây thứ ba chắc là không đủ rồi. Không cần lấy nhiều đâu. Tiếp tục thu hoạch. Cái này không ngon nữa. Lấy cây gì cho ngon nhé. Như này thôi, mình cũng muốn lấy cây dưới đất cơ nhưng mà không biết tìm. Tìm là phải có cái cuốc để bới đất lên. Còn nó nhua ngọn lên rồi thì lại bảo là nó già nhưng mà cũng chưa già đâu mọi người à. Còn non lắm. Đấy. Này mà đúng. Đợt mình đem mình về trong Nam thì mình sẽ đem một ít về. Bây giờ mình lại chưa về. Ba thằng rồi, chắc là thôi rồi. Ba thằng này đã là quá tải rồi. Băng nặng lắm. Mọi người nhìn này. Cái măng vàng ươm. Những cái này bây giờ bán, họ vẫn thích là mua lắm nhé. Kìa nữa kìa. Đang nhú trong lòng đất. Mới nhú lên nhé. Nhưng mà thôi, lấy ba cây thôi. Mình không làm dụng làm gì nhiều, có ăn được đâu.
Hai anh em ăn hai cây thì không à, đau hết cả mồm rồi. Mọi người ạ, lúc đi tìm ấy thì không thấy đâu, lúc không tìm thì nó lia lịa thế này đấy, nhiều lắm đây này, cái này dưới đất lên nhưng mà nó còn non. Ở đây cũng có người đào rồi, rất là nhiều luôn nhưng không phải là ít. Và bây giờ mình sẽ tranh thủ đi vào trong cái chỗ mỏ nước cái đã. Đây này. Nhìn vẫn thích nhưng mà thôi không lấy nữa, chẳng qua là thấy nó đẹp quá thì mình quay mình bới xem tí thôi. Không phải là lúc nào cũng có măng để quay đâu, đến cái mùa này mới có thôi, chứ còn mà ít nữa thì bói là không ra. Đấy, mọi người thấy không? Măng mọc lia lịa. Nó mưa xuống mà. Vừa rồi là hôm trước Tết nó cũng mưa được một ít. Xong hai hôm nay nó mưa nữa, thế là đất nó mềm ra, là măng nó mọc. Đấy. Bây giờ mình phải lần tìm cái đường để đi ra chỗ cái mỏ nước nữa cơ. Thì ra mỏ nước là mình không đi từ nhà, đi từ nhà thì nó dễ đi. Nhưng mà mình đi ở trong đồi đi tìm măng thì đường rất là khó đi. Chắc là mình sẽ tắt máy để đi đã. Mọi người ạ, sau một hồi đi vào trong rừng để tìm măng và đã đào được 3 củ măng. Bây giờ Đông Hải mới đang đi xuống cái khu vực của cái mỏ nước đây. Ở đây có 2 mỏ nước, không phải là một mỏ, mà một mỏ thì gần như bây giờ là không có nước rồi. Còn cái mỏ mà Đồng Hải mới cho sinh xây ấy, thì bây giờ mới còn có nước. Nhưng mùa này thì cũng không được nhiều lắm đâu nhé. Không biết trong cái hồi này rác rưởi thế nào, mình phải vào xem. Mọi người nghe thấy Đồng Hải thở không? Cứ leo chui từ cái đồi nọ sang đồi kia. Đây, khu vực này thì lại là khu vực người ta bới măng này, bới rất nhiều. Đằng này thì chè rất là nhỏ, nhưng mà như mình mới quan sát mình thấy ấy, thì những khu vực nào mà cây chè nó cằn cỗi nó nhỏ ấy, thì lại thấy người ta bới măng nhiều. Mà những khu vực mà cây chè nó mập nó tốt ấy, thì thấy rất ít măng. Thế mình chưa hiểu là lý do gì nữa. Cả nhẽ nó mập quá là nó như kiểu người béo quá là không có con hay sao ấy. Đấy, khu vực này mọi người thấy không? Người ta bới trăng chịt hết ra này. Không biết có được không, nhưng mà đây chắc là bới từ trước Tết rồi, chứ không phải là sau này. Bây giờ thì nếu mà có măng là nó nhú hết đây rồi. Trước Tết ấy, măng nó còn đắt, mấy chục nghìn một cân ấy. Thì lúc ấy mọi người đi bới đào tỉ bác lắm. Nguyên cái mấy hôm Tết thì có mùng 2 cháu sinh cháu đi đào và thì bán 4 chuyến còn được 2 triệu cơ mà. Đấy, nghe thấy cháu kể thế chắc là hôm ấy đào cũng vẫn còn khó, nhưng mà lúc ấy có một mình cháu. Đấy, thật sự rất là chịu khó nhá. Mọi người đang nghỉ Tết, cháu vào trong rừng để đi đào măng để kiếm tiền ấy. Cháu bảo là lấy tiền sửa xe, nhưng bây giờ sửa xe mất hơn 2 triệu cơ. Đi cái đường này nó hại. Đấy. Những rừng này đúng là hơn là người ta cuốc đất làm trồng cưng, trồng cái gì chứ không phải là làm cỏ không đâu. Họ vạc một lớp rất là sâu để tìm những cái măng nó còn chưa kịp nhú lên ấy. Bây giờ hình như là mình sắp sửa đến mỏ nước rồi đây. Ui dồi, dưới này nó như là cái sân khấu ấy. Đấy. Khó đi quá, cứ vòng va vòng vèo mới có đường đi xuống được.
Hôm nay mình câu giờ đấy. Nói thật sự là cũng muốn quay cho mọi người xem cái cảnh mà dân người ta đi đào măng nó khổ như thế nào ấy. Đấy. Không phải đơn giản là lấy được cái cây măng dễ đâu. Ơ cái gì đấy? Không phải măng đâu chứ. Không phải. Đấy. Đã bới như thế này mà. Như kiểu đi cuốn run câu cá ấy. Trượt phát là xuống vực luôn đấy. Thấy không? Đây mọi người nhìn thấy. Kinh dị không? Đấy, nó đảo như thế này cơ mà. Cứ tưởng tượng như kiểu họ đi cố vườn ấy. Đấy. Nhưng bây giờ là không còn một cây măng nào nhú ở đây nữa. Hết nhãn luôn. Mình tiệt chủng. Sợ. Đấy, đặc biệt thế này thôi. Mà ống kính của Đồng Hải quay ra sang bờ như cái là không có một vết nào. Đấy, cũng là cái đồi này thôi. Cách nhau có mỗi đúng cái khe. Mà tuyệt đối là bên này không có một vết. Không một vết nhá. Đấy. Cả một cái dải đồi như này. Bên trên mỏ nước đấy. Nhưng mà ra phía ngoài kia ấy, thì họ lại đào có nhiều. Còn cái dãy trên này là tuyệt đối gần như là không có. Cái này thì phải đến lại tháng 3, tháng 4. Thỉnh thoảng bắt đầu nó mới mọc lên. Nhưng mà mọc những cây măng to lắm thì nó sẽ ra được những cái cây tre như thế này. Nhưng mà không có nhiều đâu. Còn bây giờ thì có đi bói nó cũng không ra. Thế mới đặc biệt. Mọi người ai biết thì comment vào video cho Đồng Hải với nhé. Đây. Bên này thì nó như thế này. Đào bới sạch sẽ này. Còn bên này không có một vết cuốc. Có đúng một cái khe này thôi. Khe giữa. Mọi người thấy không? Đồng Hải thấy đây là một điều nói chung là tương đối là lạ với mình đấy. Nhưng mà thôi. Nếu mà ai biết thì comment cho Đồng Hải biết con nào. Bây giờ Đồng Hải sẽ đi xuống chỗ con đường mà hôm Đồng Hải phá để đi vào đây. Đem cát vào đây. Xi măng cát vào để xây cái này. Úi dồi, ai chặt cái cây xuống đây này. Vướng đường này. Cây chặt tre. Búa xua rồi này. Đấy. Động cái nó trôi vù vù dưới ấy. Đấy, cái mỏ nước dưới kia thì nước chảy vẫn nhiều nha mọi người ạ. Ở dưới cùng với nó có cái mỏ là nó chảy ngầm không biết rồi từ đâu ra. Đấy, kéo xính gọi là nó mọc. Mọi người thấy không? Thì mình zoom lại cho. Đấy. Nước chảy ở trong dưới lòng đất ra nha. Thôi thì mình đi xuống tận nơi đi. Đây mọi người ạ, bây giờ là mùa khô nhá. Cái mỏ nước này vẫn đang chảy đều này. Cũng tương đối là nhiều nước đấy. Đấy ra lên chắc là từ cái trong núi bên này. Thì bên dãy này ra nó chảy ngầm ở dưới đất. Chảy ra đây. Còn cái mỏ mà chú cháu Đồng Hải xây ở bên này cơ. Đấy. Nên chính vì thế mà ở dưới này chú cháu mình cũng còn đắp một cái chỗ dưới kia kìa. Định mà xây tiếp đấy nhưng mà cũng chưa có điều kiện để xây được, chở được cái bao cát ở trên này cũng tương đối vất vả. Thì ở dưới kia này nó lại sẽ có một cái đường nước tiếp ở đấy mà đi xuống dưới ruộng ấy. Thì nếu mà nhà cháu Xính chuyển ra ngoài kia, chuyển ra cái khu vực ở chỗ Đồng Hải nói là ngoài chỗ đằng ấy, mép đồi ngoài kia, thì sẽ lấy dòng nước ở dưới này hoặc là sẽ lấy dòng nước từ đây đấy. Và cái cộng với dòng nước ở trên này nữa thì nước nó rất khỏe và rất nhiều, không bao giờ hết được, kể cả mùa đông. Cái mùa khô nhất thì nó vẫn có nhiều nước. Mà ra ngoài đó ấy, thì vừa có nước là cái quan trọng nhất, đầy đủ. Và nó cũng trông coi được cái vườn nhà mình, bởi vì ngoài đầu ngõ mà. Ai muốn đi vào vườn để nhổ cái cây nọ cây kia của mình thì phải đi qua khu vực nhà mình. Rồi thì trâu bò cái thứ thì nó đi chăn ở theo cái đường biên bên ngoài. Nó không liên quan gì đến ruộng, đến nương ở trong. Thì nó sẽ
tận dụng được rất nhiều đất. Đấy là cái ý kiến của Đồng Hải đưa ra để tỉnh bàn với cháu Xính làm mà đã có quyết định rồi ấy. Nhưng mà bây giờ thì chắc là lại bỏ dở cái chương trình rồi. Phải khi nào mà cháu Xính cảm thấy có thể rất là cần thiết mà gọi điện, mà Đồng Hải có thể lại lúc ấy giúp được thì Đồng Hải sẽ ra. Chứ không phải Đồng Hải mà không ra nữa nhé. Nếu mà khi gọi cần thiết thì Đồng Hải sẽ ra giúp. Ngoài chỉ giúp được công thôi, chứ Đồng Hải không có của. Còn cái mỏ nước trên này thì giờ cũng nhỏ lắm mọi người ạ. Đây. Đây. Lần trước thì Đồng Hải đã lợp hẳn hoi này rồi, đâm ra rác rưởi nó không vào đây được nữa. Rất ít cái lá cây nó rơi được xuống dưới nước rồi. Còn trước à, cứ lá tre nó rụng kín đầy rồi. Đấy. Mình làm tương đối cẩn thận cho cháu đấy. Đây là cái khu vực cái mỏ nước mà xây này thì nói thật sự nhiều người cứ bảo ơi cẩn thận nó vỡ. Ở đây làm gì có nước ở đâu mà nó vỡ được. Nước ở đây nó có rất là ít. Nó dồn cái mùa mưa trên khe này xuống thì nó cũng ít lắm. Cái triển đồi này ấy, thì nó cứ thoai thoải đều tất cả ra. Chính vì thế coi như là nước nó cứ giải đều ra. Nó chỉ có một cái nước ở đây ít thôi. Nhưng mà cái đất đây nó xốp ra lại ngấm xuống. Nó ngấm xuống đất là chủ yếu. Ngấm như nó không chảy ồ ồ thành dòng như kiểu là suối lũ quét đâu. Nếu mà nó muốn quét ấy thì nó quét ở tận dưới kia cơ, dưới khe này cơ. Nhưng mà dưới khe này cũng ít khi có lũ quét lắm nhá. Bởi vì xuống tận dưới tận tít dưới kia cơ. Thì thỉnh thoảng nó có một cơn nước gọi là nó to to thế thôi. Bởi vì hầu như là nước ở đây nó chảy, đất nó bị rỗng ở dưới. Thế là cứ chảy một đoạn này. Xong sau đó xuống chỗ kia là nó chạy mất. Nó chui, nó chìm hết xuống dưới đất. Xuống tận dưới kia mới bắt đầu nữa, có đất nó lại nhô nó mọc ra như thế này. Nên nước mặc dù ở trên thải ở dưới thì nước cũng rất là sạch. Bởi nó lọc qua rất là nhiều trong cái khu vực cát, mấy cái đất ở bên dưới ngầm rồi. Chứ có khi là bảo nhà bên trên coi như thải cái nước rửa giấy rồi giặt rũ linh tinh xuống nhà dưới vẫn dùng. Trên vùng cao như thế mà. Nhưng mà nó lại lọc qua cái cát, một hệ thống cát tự nhiên chìm dưới đất chứ nó không phải nó chảy trên mặt. Đấy, nên nước rất là sạch. Đấy, bây giờ thì Đồng Hải cũng quay lại một lần nữa về cái mỏ nước mà chú cháu Đồng Hải cũng mất bao nhiêu công đi ra ngoài sông để lấy cát, xong trở về đây, chở xi măng về đây nữa. Một cái bao xi măng là lịch sử, là Đồng Hải chở từ tận trên Yên Minh khi làm nhà bà Mỹ còn dư, là Đồng Hải đem về đây. Đấy. Nói chung là một tiền gà ba tiền thóc đấy. Có 60.000 thôi, nhưng mà chở đi đến cả gần 100 cây số, đường nó khó bằng cái xe ga của mình. Thôi bây giờ thì Đồng Hải sẽ quay về đây, về ông để còn chuẩn bị là xuống núi, chính thức là xuống núi đấy. Cháu Xính cứ bảo để đợi cháu về, nhưng mà chắc Đồng Hải không đợi được đâu, bởi vì Đồng Hải lo trời nó buổi chiều nó mưa lắm, thường thường buổi chiều ở đây nó cứ hay mưa, nên thôi mình cứ đi xuống núi trước cho nó lành. Và chú cháu khi nào mà có duyên ấy thì lại gặp nhau. Đấy, mọi người nhìn thấy đấy. Nước khu vực này không hề có tí nào. Nhưng mà tít bên trên kia thì lại có một cái mỏ nước nhỏ. Mà lúc nãy Đồng Hải nói là... nhưng mà bây giờ nước nó rất là yếu đấy. Ây da, bây giờ về để luộc mấy củ măng đã. Luộc xong mới đem xuống núi cơ, chứ không đem cả cái vỏ được. Xuống nặng lắm, mà ở đây luộc bằng củi. Thì xuống dưới kia là phải tốn ga, tốn điện nữa cơ. Bây giờ mình phải hạch toán kinh tế. Ở đây thì củi nhà cháu Xính sẵn. Bây giờ mình đi đường dưới này thì chắc là sẽ dễ hơn rất nhiều. Cây nứa rất là to này mọi người. Đây là cây nứa nhá. Ngày xưa gọi là nứa ngộ, nứa dại ấy. Nhưng mà cái này cũng chưa phải là nứa ngộ đâu. Nứa ngộ nó to hơn cây tre này cơ. Nó dày cơ. Hoặc là cái này, nứa ngộ này nó thoái hóa rồi. Cũng chưa biết được. Hoặc là lại là cái nứa thường nhưng mà nó lại phát triển lên nó to. Không biết ai chặt. Mấy cây này mà không làm gì đây. Đấy. Này phải bảo cháu Xính đem về mà đan phên vào cái nhà vệ sinh chứ. Hôm nay mình đi qua thấy cái nhà vệ sinh mình đan phên hẳn hoi. Bây giờ các ông ấy dùng, các ông bẻ hết cả cái phên của cái nhà vệ sinh đi để làm que thì đúng là buồn thật. Tí về mình sẽ quay cho mọi người, nhưng mà quay từ xa thôi.
Trước đây thì mình có mở một con đường mòn ở đây này, mở đường để đi lại hôm mình để gùi xi măng với gùi cát vào đây đấy. Và bây giờ sau vụ măng cái là mất luôn, mất đường bởi vì họ cào bới hết, chỗ nào như chỗ nào hết, nó cào mất đường luôn. Giờ vừa đi vừa định hình. Rất may từ sáng giờ mình đi mình chưa thấy hiện tượng ngứa gì, chứng tỏ là chưa bị con vắt nào cắn đâu, bởi vì mình đi tương đối nhanh, ít rừng một chỗ lắm. Vắt ấy thì nó thường hay ở rừng tre, rừng nứa, nó nhiều ở đấy mà nó mưa gió giờ rời rồi nó mới chả biết nó xuất hiện từ đâu ra ấy. Cái người đi đầu thì không bao giờ nó bắt kịp mấy, nhưng cả mình đi ủng thì cũng không lo, còn nó thường nó vồ vào cái người đi đằng sau. Cái đầu nó ngóc lên phát là cái người chỉ sáu bước đến phát là bập phát vào chân luôn, thì là nó chén luôn. Năm nay cái khu vực này thấy còn là đỡ đào bới hơn mấy năm trước. Năm trước chỗ này họ làm cỏ như kiểu là làm cỏ nương, sạch hơn cỏ nương. Năm nay lại thấy cuốc, có cuốc sâu lắm, chứ không vạc không. Mình chẳng nhìn thấy một cây măng nào nổi lên nữa. Nhưng mà đây, cái đằng chỗ lúc nãy trên kia thì còn mà loạn măng. Đây, bây giờ sắp sửa ra nương sắn nhà cháu Xính nhá. Đoạn này giờ lại khó thế. Ôi giời. Trườn thế. Thế là mình trống rồi nhá. Không trống thì quá nguy hiểm. Ây da, may quá chỉ trượt ở bên sườn này thôi, chứ không bị trượt xa. Mình còn chống cái tay bên này, mình chống một cái gậy cứng ấy. Đây này mọi người nhìn đây này, chứ không thì một phát là trễ đến tận dưới kia rồi. Bây giờ ra nương sắn, hình như là nương sắn là cháu đã đào hết rồi sao ấy. Cái sắn đào nhưng mà không được bao nhiêu củ đâu, ít lắm. Không hiểu do giống hay là do chỗ đất này mà sắn rất là kém. Nhà trong khi đó ngoài chỗ ông Mạc kia thì ông Rồng sắn rất nhiều củ, mà củ sắn ngoài lại ngon hơn ở đây. Đây là con đường mình đã phải mất gần một ngày phát dọn cuốc. Nói chung là đợt mà gùi có mấy chuyến cát, mấy chuyến xi măng thôi, nhưng mà không mở đường thì không đi được đâu. Chứ còn trước đi không thì cứ men theo bám lung tung đi, nhưng mà gùi nặng là nó như thế. Thì ở đây có đá bồ đề này, mọc nhanh không? Vừa mấy hôm mình phát ở đây thì nó còn bé bé, nó có mấy tháng mà này, mọi người nhìn này, cao vút lên. Coi như những cái cây này mới được một năm mà. Hơn năm, được tầm khoảng độ một năm rưỡi. Mọi người thấy không? Đây là những cái con chim bắt đầu nó ăn, nó nhả hạt ra đây nhá. Nhưng mà cây này mọi người thấy nó lớn cực kỳ, nên mình mới bảo là nếu mà ở đây mà dòng bồ đề thì nó quá hợp. Đấy, chưa đến 2 năm tuổi mà nó phải cao tầm khoảng độ 4-5 mét rồi. Mà cái vành của gốc nó to chứ. Vành này, cái gốc của nó bây giờ là phải tương đối là to rồi. Đây này, đoạn này hai vòng tay chưa hết rồi nhá. Đấy, mọi người thấy không? Mới có chưa được 2 năm tuổi mà đây là mọc hoang thôi. Còn này, cái bồ đề ấy thì ngoài kia là bác Mạc, bác cái rồng bằng cây là một số thôi. Còn một số là bác mua hạt, xong bắt đầu bác đốt rừng đấy, xong bắt đầu bác gieo đấy. Thì là nó mọc lên rất là tốt, rất là đều. Mà nếu mà gieo như thế thì nó không hết bao nhiêu tiền giống và cái tiền công ấy. Còn nếu mà đi mua cây người ta ươm sẵn rồi ấy, trong rồng ấy, thì mất nhiều tiền vốn và nhiều công lắm. Trước là mình định là kế hoạch là làm cho cháu Xính là sẽ gieo như kiểu bác Mạc nói ấy. Nhưng mà bây giờ thì mọi người thông cảm là bây giờ cháu Xính rất là bận.
và Đồng Hải cũng bận nữa, nên mình không thể quyết định được cái vấn đề này được. Thì cháu Xính giờ chưa làm thì thôi, thì Đồng Hải cũng sẽ tạm dừng những cái vấn đề ấy, mình không nhắc đến nữa. Đây này, một lần nữa thì Đồng Hải sẽ quay lại cái nhà của cháu Xính. Thật sự bây giờ cũng nứt nẻ linh tinh nhiều lắm rồi, nó cũng sắp sửa dồn nan nhiều rồi. Lúc khi Đồng Hải bắt đầu lên đây thì nhà cháu chỉ có đúng một cái gian đứng này thôi. Một gian đứng nhá, chứ không phải là hai gian đâu. Một gian đứng thì sau khi Đồng Hải mới lên đây, cháu thấy cái nhà nó nghiêng sắp đổ rồi, mình mới dùng bằng mọi hình thức mình bắn cân cho nó. Mà đến lật vừa rồi ấy, bắn lại thì bắt đầu mới tạm tạm ổn thôi, nhưng mà cũng chưa chắc chắn được đâu. Sau đó Đồng Hải mua tôn này, bỏ tiền túi của mình nhá, mua tôn lên rừng chặt cây, chặt kiếc cùng với cháu Xính ấy, hai chú cháu làm được cái buồng cho vợ chồng cháu ở bây giờ đấy. Và lên đây thì cũng qua kênh Đồng Hải thì cũng được sự hỗ trợ của với bác Long ở trong Sài Gòn và anh của cái công ty anh gì nhỉ, mình lại quên mất tên này, có nghĩa là của cái công ty điện năng lượng mặt trời ở Hà Nội ấy, là anh ấy cũng giúp cho một cái tấm phê này nữa, là bác Long thì giúp cho cả một bộ năng lượng, nhưng mà nó chỉ có một tấm phê này thôi, thì mình sẽ được sự giúp đỡ của cái công ty năng lượng mặt trời để giúp cho thêm một tấm phê này nữa là hai tấm, nên có điện sử dụng mới được tốt như thế này. Chứ sử dụng cũng tính ra là cũng gần 2 năm nay rồi đấy, rất là tốt. Và đồng thời mình làm thêm được cái trái bên này nữa là chỗ để xe, để củi, với cả làm cái buồng vừa rồi Đồng Hải làm, mà bây giờ làm cái chỗ trú ngụ cho cháu Thảo Dư Hòa đấy. Chứ còn đây là nhà cũ này, thật sự là các cháu cũng không quan tâm lắm đâu. Mọi người thì xem nó vỡ như thế này mà cũng chẳng sửa sang, chẳng vá víu nó vào. Đấy, nhìn trong nhà mới ngoài trời đấy, mọi người nhìn nó, nhìn trong nhà đấy, nhìn xuyên qua này. Bây giờ mà chả nhẽ cái gì thì cũng Đồng Hải thì cũng không biết làm nào được. Mình thì chỉ biết nói thật sự là giúp công, giúp sức, giúp mọi cái thôi. Còn những cái này bây giờ thì thôi, để cháu lúc nào cháu hoặc là hay là cháu muốn đang làm lại nhà chăng thì cứ kệ nó như này. Chứ này mưa là dột ướt sũng trong nhà luôn. Để vách chung quanh nhà này thế. Chứ Đồng Hải làm rất là cẩn thận. Kể cả đơn giản nhất là cái nhà tắm này thôi. Làm thế mà cũng gần 2 năm nay rồi. Nó không dột trước tí nào. Sử dụng rất là tốt, cái công năng sử dụng rất là kín. Hay thật sự là không có cái chỗ cái nhà tắm để chỗ giặt rũ chỗ ấy, nó cứ ở ngoài trời mưa gió làm nào được. Nên các cháu thì nói thật cái suy nghĩ nó còn nông cạn, không nghĩ được những cái vấn đề ấy nữa. Còn bây giờ mình mới nói một cái vấn đề này nữa này, mình quay lướt qua thôi. Mọi người nhìn có thảm hại không, cái nhà vệ sinh mình làm cho đấy, mình đan phên nản hoi rất là tốt nhá, phên không bị mục bị ấy gì. Mà bây giờ các ông đi vệ sinh là bẻ hết thế kìa, bẻ vụn hết ra thì chê mới chê, buồn quá. Ồ, dưới ao hình như cá đang nổi rất là nhiều này. Ai để mọi người, cá rô phi hôm vừa rồi cháu Xính mua được à, không phải ở cái chỗ nơi họ ươm họ bán đâu, mà ở đây họ tháo ao, thế là cháu mới mua được tương đối nhiều cá giống ấy. Để về đây hôm nó bị lạnh nó tùa mất một số, nhưng mà cũng còn rất là nhiều. Hôm qua cháu Xính bảo có ăn thì để câu, nhưng mà bảo thôi ăn làm gì, cái cá nó còn nhỏ. Cháu bảo cũng bằng 3-4 ngón tay rồi ấy. Vừa xong lặn hết rồi, thấy người lặn hết rồi. Tí lại nổi lên đầy kia. Đấy, cái ao này giờ tương đối nhiều cá đấy. Mình cũng rất thích, bởi vì là khi mình làm cái ao này là cái công trình đầu tiên của Đồng Hải.
bên trên đây giúp cho cháu Xính. Cũng tương đối là bất khuất, làm mấy ngày thôi, nhưng mà lúc mình mới bắt đầu bắt tay vào để lao động, sau khoảng bao nhiêu thời gian mình ấy, không lao động nặng, cuốc dộp hết cả tay lên cùng với mọi người, mình thuê thêm mấy người nữa. Thế mà thành cái ao như thế này, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà cá tha hồ đủ ăn ấy. Cái chương trình vừa rồi ấy, là mình muốn cháu Xính chuyển ra tận ngoài kia kìa. Đấy, để mình zoom lại cái chỗ hôm trước mình đã nói rồi. Đấy, qua bên trên cái chỗ khu vực đấy. Mọi người nhìn thấy chỗ cái ngoàm cây nhìn ra. Thấy ra chỗ đấy thì cửa ngõ của cái trang trại của mình. Nó thật sự là trông coi được tất cả, quán xuyến được tất cả. Và trâu bò đi rừng bên cạnh kia xuống. Thì trong này không có một cái con gì nó phá cái vườn của mình nhé. Trong này không cần phải rào rậu, chỉ cần rào tí ngoài kia thôi. Chứ ở đây nguyên rào quây trong này một năm, trong năm sau lại phải rào. Mệt mỏi lắm mà nó vẫn không trồng được cái gì. Nên đất rất là phí, bỏ không. Bây giờ thì Đồng Hải đã về đến nhà rồi, cháu Xính rồi. Sẽ thu dọn rồi chuẩn bị đi mùi chế đó. Đây là cháu làm gì đấy? Thấy rau bắp cải à? Rau ở nhà đấy phải không? Nấu bữa trưa, bọn Xính nó điện về không? Yeah. Nhưng mà chắc là chú không ăn cơm, chú đi về thôi. Đấy, mọi người ạ. Ở nhà thì cháu Phó đang nấu ăn. Ai giờ Xính con này. Xính con đang ngửi cái gì đấy? Ô tô. À đang bim bim á. Ăn bim bim á. Thích nhở? Hú à. Ông này sắp sửa phải về rồi. Ông về còn lâu, ông mới quay ra đây nhá. Bye bye nhá, bye bye ông nào. Bye đi, bye. Ôi giời, đang nấc tịch này á. Đang bị nấc. Đấy, khổ thân cháu, ở đây cuộc sống nó xa xôi quá. Không biết làm sao được, còn lúc còn học hành nữa. Rồi giờ thì chắc Đồng Hải sẽ xin kết thúc video này tại đây. Đấy, hẹn mọi người ở những video tiếp theo của Đồng Hải ở trong chương trình đi Hà Giang lần này của Đồng Hải. Đồng Hải xin chào tất cả mọi người.